Thưa quý vị và các bạn, thành phố Châu Đốc có đường biên giới dài 15,4 km giáp với huyện Borachusa, Vương quốc Campuchia nhằm ngăn ngừa sự lây lan của dịch bệnh COVID-19. Thời gian qua, lực lượng Bộ đội Biên phòng Vĩnh Ngươn đã và đang tăng cường các biện pháp chủ động kiểm soát, đảm bảo an toàn cho người dân biên giới trước dịch COVID-19 bằng nhiều phương án xử lý tại chỗ. Từ việc xác định khu vực trọng điểm, tập trung lực lượng, thành lập các tổ tuần tra và phối hợp lực lượng chức năng tăng cường tuần tra, kiểm soát chặt chẽ đường mòn lối mở, cho đến phân công lực lượng túc trực tại các tuyến biên giới, kiên quyết không để dịch bệnh lây lan. Tiếp theo chương trình thời sự hôm nay, mời quý vị và các bạn theo dõi phóng sự Chiến sĩ biên phòng phát huy phẩm chất bộ đội Cụ Hồ trong công tác phòng chống dịch COVID-19. Trong những ngày qua, cùng với việc phân công các tổ công tác ngày đêm trực tại khu vực giáp biên đường mòn lối mở, lực lượng bộ đội biên phòng thực hiện tốt tuyên truyền, hướng dẫn người dân ở khu vực biên giới về các biện pháp phòng chống dịch bệnh COVID-19, qua đó đã kịp thời ngăn chặn xử lý có hiệu quả những thông tin sai lệch gây hoang mang trong nhân dân. Thông qua những đợt tuyên truyền trực tiếp đến các hộ dân đã giúp người dân nâng cao cảnh giác, phòng ngừa, nhận biết cơ bản về triệu chứng cũng như đường lây truyền của dịch COVID-19, đồng thời giúp người dân nắm được các chủ trương của đảng, chính sách của nhà nước về công tác phòng chống dịch bệnh để mọi người yên tâm tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo cũng như tinh thần phòng chống dịch bệnh của các chính quyền địa phương. Về cái việc tuần tra biên giới thì mấy anh em ở biên phòng đồn Vĩnh Ngươn thì tôi thấy là rất tích cực. Ngày đêm thì mấy anh em cũng có tổ chức mấy cái ca trực xuyên suốt là 24/24, thì tôi về phía bà con ở đây thì rất là ủng hộ và luôn luôn tuân thủ theo những cái điều kiện về cái an ninh trật tự của biên giới, không còn cái ra vào biên giới qua bên nước bạn nữa. Chuyện thứ hai nữa là về cái phía hàng ngày đó thì anh em cũng là vận động bà con thực hiện một số cái biện pháp để phòng chống cái dịch COVID-19, thì anh em đó là luôn luôn tích cực ngày và đêm, và bản thân bà con thì cảm thấy như vậy thì rất là an tâm. Dọc theo tuyến biên giới, đồn biên phòng Vĩnh Ngươn phối hợp lực lượng công an và quân sự thành lập một trạm kiểm soát và 15 tổ công tác ngăn chặn phòng chống dịch trên tuyến biên giới, mỗi tổ từ 4 đến 7 cán bộ chiến sĩ tham gia ứng trực, kiểm soát chặt chẽ 24/24 tại khu vực biên giới. Tại các tổ công tác, mọi sinh hoạt, từ việc ăn uống đến nghỉ ngơi của các chiến sĩ diễn ra trong những chiếc lều nhỏ dựng tạm. Đó cũng là nơi họ nghỉ ngơi sau một ngày dài căng mình bám sát, tuần tra trên khắp các tuyến đường mòn sát biên giới. Tuy nhiên, trong điều kiện khó khăn, các cán bộ chiến sĩ biên phòng vẫn luôn phát huy phẩm chất bộ đội Cụ Hồ với tinh thần luôn lạc quan, mạnh mẽ để chung tay phòng chống và đẩy lùi dịch bệnh. Sau khi được quán triệt kế hoạch phòng chống dịch COVID-19, Ban Chỉ huy quân sự xã đã cử lực lượng dân quân lên phối hợp và lực lượng bộ đội biên phòng tổ chức chốt chặn tuần tra, canh gác không cho người qua lại. Mặc dù công tác gặp nhiều khó khăn nhưng được sự quan tâm giúp đỡ của Ban Chỉ huy quân sự, đồn biên phòng đã góp phần giúp chúng tôi khắc phục khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Để có thêm động lực, nguồn lực giúp cán bộ chiến sĩ đang ngày đêm thực hiện nhiệm vụ phòng chống dịch COVID-19, các nhà hảo tâm, mạnh thường quân trong và ngoài thành phố đã gửi rất nhiều nhu yếu phẩm, thiết yếu tặng cho lực lượng chiến sĩ biên phòng nhằm hỗ trợ, động viên tinh thần cán bộ chiến sĩ trong điều kiện sinh hoạt khó khăn đang nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ. Đồng thời, cấp ủy chính quyền địa phương đã đến thăm hỏi, động viên tinh thần lực lượng chiến sĩ biên phòng tại các chốt trực. Trong đợt kiểm tra khảo sát thực địa về tình hình phòng chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn thành phố Châu Đốc, đặc biệt là tuyến biên giới, lãnh đạo tỉnh, thành phố đã biểu dương sự nỗ lực của cán bộ chiến sĩ làm nhiệm vụ chốt chặn phòng chống dịch bệnh COVID-19. Đồng thời, lãnh đạo tỉnh, thành phố yêu cầu các đơn vị tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm và những kết quả đạt được trong thời gian qua, chú trọng triển khai các biện pháp nghiệp vụ, nắm tình hình từ xa, từ bên ngoài biên giới để chủ động có phương án xử lý kịp thời, tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, luôn sát cánh cùng đảng bộ chính quyền và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn thành phố Châu Đốc trong sự nghiệp bảo vệ biên giới, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và chống buôn lậu trên tuyến biên giới. Được ban chỉ huy đơn vị quán triệt các kế hoạch về ngăn chặn người phương tiện, phòng chống dịch COVID-19, chúng tôi đã ngày đêm tổ chức tuần tra, canh gác. Mặc dù có nhiều khó khăn, gian khổ, nhưng được sự quan tâm, động viên của cấp ủy ban chỉ huy đơn vị cùng với chính quyền địa phương đã hỗ trợ chúng tôi
vượt qua mọi khó khăn, gian khổ, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao. Với phương châm phòng chống là chính, ngăn chặn vào Việt Nam là chủ yếu, lực lượng chiến sĩ biên phòng Vĩnh Quân đã và đang nỗ lực kiểm soát tuyến biên giới giáp với Campuchia, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội và phòng chống dịch bệnh COVID-19 khu vực biên giới. Cùng với sự quan tâm ủng hộ của chính quyền địa phương và nhân dân thành phố Châu Đốc sẽ là động lực khích lệ to lớn của những người lính biên phòng vượt qua mọi khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ trên tuyến đầu chống dịch COVID-19, xứng đáng với hình ảnh bộ đội Cụ Hồ.